Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Hôm nay, toàn thể giáo hội chúng ta long trọng mừng lễ Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Là những người Kitô hữu à, tham dự thánh lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy tin nhận Đức Giêsu là vua của vũ trụ. Ngài là Chúa của thời gian và Mỗi người chúng ta muốn trở thành công dân nước của Ngài, chúng ta cũng hãy noi gương Đức Giêsu sống tinh thần yêu thương và tha thứ. Giờ đây, xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có một tấm bảng để chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau. Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng, nếu ông là Đấng Kitô ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng, mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ thiên chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng, lạy ngài, khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi? Chúa Giêsu đáp, ta bảo thật ngươi, ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến các vị vua, mỗi người chúng ta thường nghĩ về hình ảnh một vị vua đầy quyền uy với kẻ hầu người hạ, với y phục lộng lẫy và ở trong những cung điện tráng lệ. Người Do Thái ngày xưa cũng thế, họ cũng nghĩ về những vị vua đầy quyền uy như chúng ta thường nghĩ hôm nay. Và trong tâm trạng trông chờ đứng cứu thế, trong tâm trạng muốn có một vị thủ lãnh để đứng lên lãnh đạo họ, xua đuổi đế quốc La Mã, làm cho họ được trở nên một dân tộc hùng cường thì cái khao khát về một vị vua Nơi người Do Thái càng cháy bỏng hơn bao giờ hết. Khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, nhiều lần dân chúng đã muốn tôn ngài lên làm vua, như trong biến cố phép lạ hóa bánh ra nhiều, những người Do Thái đã đi tìm ngài và muốn tôn ngài lên làm vua, nhưng Đức Giêsu đã trốn lên núi một mình. Trong biến cố À, Chúa Khải Hoàn vào thành Jerusalem Những người do Thái đã nô nức chặt lái dừa để trải xuống đường và họ tung hô hoan hô con vua David Nếu Đức Giêsu muốn làm vua theo kiểu trần thế Ngài có thể lợi dụng sự ủng hộ cuồng nhiệt của đám đông dân chúng để đứng lên làm một cuộc cách mạng và xưng mình là vua nhưng không ngài đã để cho sự phản bội của Judas và ngài đã bị những người quân lính bắt để đưa ra trước tòa án Philaṭô. Tại tòa án, tô đã hỏi Đức Giêsu, ông là vua sao? Đức Giêsu đã trả lời cho tô phải, tôi là vua nhưng nước tôi không thuộc về chỗ này. Và rồi tin mừng hôm nay dẫn chúng ta đến đồi can vê khi đức giê xu đã bị đóng đinh trên thập giá với bản án trên đầu người này là vua dân do thái đám đông tụ tập ở đồi can vê hôm ấy đã chế giễu chúa người này mà là vua sao họ không thể chấp nhận một con người với một thân hình tàn tạ bị đóng đinh ở trên thập giá Họ không thể chấp nhận hình ảnh một vị vua thất thế Bị cô độc, bị mọi người lên án Và rồi trong tập thể ấy Chỉ có một người nhận ra Đức giê -xu là đấng cứu thế Đó chính là người trộm lạnh. Trước sự chế giễu của người trộm giữ Người này đã thách thức Đức giê -xu. Nếu ông là đấng Kitô Ông hãy tự cứu mình đi thì người trộm lành đã mắng người kia rằng mi chẳng biết gì cả và anh ta đã thưa với Đức Giêsu lạy ngài khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi. Đức Giêsu đã phán với anh ta Ta bảo thật hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em khi Đức Giêsu phán hứa với người trộm lành ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta ngài đã hé mở cho mỗi người chúng ta về vương quốc mà Đức Giêsu hiển trị đó là vương quốc của tình yêu và sự tha thứ vì yêu thương mà Đức Giêsu ngôi hai Thiên Chúa đã xuống trần để cứu chuộc chúng ta và vì yêu thương nhân loại ngài muốn cứu độ tất cả mọi người thế nhưng trước sự chế giễu xúc phạm của con người đối với chúa ngài đã tha thứ một sự xúc phạm cuối cùng đó là người trộm giữ anh ta đã xúc phạm và thách thức chúa nếu ông là con thiên chúa thì hãy cứu mình đi và cứu chúng tôi nữa nhưng ngài không trách phạt anh ta bởi vì ngài biết rằng đó chính là một con người tội lỗi, một con người đáng thương. Và sự tha thứ ấy đã được biểu lộ khi Ngài nói với người trộm lành, "Ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với Ta." Yêu thương và tha thứ chính là điều kiện để mỗi người Kitô hữu chúng ta bước vào vương quốc của ngài, bởi vì vị vua của chúng ta là Đức Giêsu, ngài là một vị vua không ngai vàng, không y phục, không quân hầu, ngài là một con người tự hạ xuống để cứu chuộc nhân loại vì yêu thương chúng ta và ngài đã tha thứ cho chúng ta. Qua cái chết chê tự hiến trên thập giá, ngài đã trở nên đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài là nhân vật mà nhân loại của chúng ta phải hướng tới nếu muốn được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Trước khi tắt thở, Đức Giêsu Ngài đã thưa với Thiên Chúa Cha, lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Sự tha thứ ấy chính là bài học và là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta thế giới hôm nay chúng ta đang sống là một thế giới luôn đầy rẫy những bạo lực hận thù chiến tranh khủng bố và cuộc sống của con người của chúng ta hôm nay dù là ở những nước nào giàu có như ở những nước phương tây hay nghèo khổ như ở những nước châu phi châu á thì tất cả đều sống trong bất an chúng ta chỉ có thể tìm được an bình khi chúng ta sống trong vương quốc mà Đức Giêsu là Chúa của chúng ta. Bởi vì trong cái vương quốc này, mọi người được mời gọi hãy sống yêu thương và tha thứ. Yêu thương và tha thứ như Đức Giêsu thì chúng ta sẽ tìm được bình an và hạnh phúc và cái vương quốc ấy sẽ tồn tại mãi mãi. Vương quốc của Đức Giêsu là một vương quốc không biên giới, không mỏi da, không chủng tộc. Tất cả mọi người sống theo lời dạy của Đức Giêsu yêu thương và tha thứ thì đều trở thành vương quốc của ngài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ hôm nay cũng là chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng thời gian rồi cũng sẽ chấm dứt, chỉ có Chúa chúng ta là Đức Giêsu, ngài là vua vũ trụ mới tồn tại muôn đời. Vì thế, chúng ta hãy chạy đến hãy sống theo lời dạy của Chúa để mãi mãi chúng ta là những công dân của vương quốc tình yêu và tha thứ này để rồi mỗi người chúng ta cũng sẽ được hưởng ơn cứu độ. Chúa nhật hôm nay cũng là kết thúc năm phụng vụ và để chúng ta chuẩn bị bước sang năm phụng vụ mới. Trong một năm qua anh em linh mục chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ trong phần muối men cho đời chắc hẳn rằng những tư tưởng của chúng tôi gửi đến quý ông bà và anh chị em không phải là những tư tưởng cao siêu uh, thần học mà là những tư tưởng ý lực rút ra từ lời Chúa để truyền tải cái sứ điệp lời Chúa đến cho cộng đoàn dân Chúa của chúng ta chắc chắn còn có nhiều những thiếu sót trong việc chuẩn bị trong việc chia sẻ. Rất mong được quý ông bà và anh chị em góp ý để cho phần chia sẻ lời Chúa mỗi một ngày một trở nên sống động hơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ ban muôn phúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta để ở mọi nơi, mọi lúc khi sống trong yêu thương và tha thứ, mỗi người chúng ta Trở, luôn trở thành những công dân của nước trời amen